Anh Hằng chia bu lo lắng khi nhận lời đóng cảnh nóng đồng tính, sợ hình ảnh bị dơ và rẻ tiền. Lúc đó tôi mới thuyết phục họ rằng tôi cũng là phụ nữ, tôi không bao giờ muốn làm những cảnh nóng khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền, đạo diễn Katie Uyên cho biết. Mới đây tại buổi công chiếu phim Chị Em, đạo diễn Katie Uyên đã chia sẻ trên kênh Bí mật Vbiz về cảnh nóng đồng tính giữa Chi Bu và Thanh Hằng. Cảnh nóng đồng giới giữa Thanh Hằng và Chi Bu trong phim tôi thấy rất thú vị. Tôi cảm thấy rất vui và hài lòng khi bộ phim Chị Em được công chúng đón nhận đông đảo. Khi làm phim tôi chỉ nghĩ tới việc làm tốt những gì mình có thể, còn khán giả thích hay không là do họ. Nhưng nhận được nhiều yêu mến từ khán giả nên tôi thấy hạnh phúc, cảm giác như công sức mình bỏ ra được đền đáp. Về cảnh nóng đồng giới giữa Thanh Hằng và Chi Bu trong phim tôi thấy rất thú vị. Cảnh nóng giữa nam và nữ thì nhiều rồi, giờ là nữ và nữ cho khác mới lạ. Thực ra ban đầu khi viết cốt truyện cho chị tôi thấy chuyện Chi Bu vào nhà người khác giật chồng là chuyện bình thường, rồi theo tình tiết sẽ là Thanh Hằng ghen tuông tấn công lại. Nhưng tôi nghĩ viết như thế thì thường quá, nên mới đổi lại là Chi Bu đi giật vợ chứ không phải giật chồng người ta, và Thanh Hằng lại thích điều đó. Đó mới là cái twist đáng nhớ. Tôi chọn cốt truyện đó vì không muốn phụ nữ mỗi lần bị giật chồng là lại giận dữ. Còn có thể sung sướng nữa cơ mà. Tôi muốn lật lại những gì mọi người thường đoán trước đây để tạo cái bất ngờ. Thanh Hằng và Chi Bu khi nhận lời đóng cảnh nóng đồng tính khá e ngại lo lắng, không ai muốn hình ảnh của mình dơ và rẻ tiền đi. Lúc đó tôi mới thuyết phục họ rằng tôi cũng là phụ nữ, tôi không bao giờ muốn làm những cảnh nóng khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền. Tôi tập trung vào cảm xúc trong cảnh nóng nhiều hơn, ví dụ khi hai phụ nữ hôn nhau sẽ là sự buồn, giải phóng những gì mình đang dồn nén bên trong. Nói chung là mọi thứ sẽ luôn có câu chuyện của nó. Tôi từng nói với Thanh Hằng rằng tôi không muốn làm cảnh nóng quen thuộc, tôi không muốn Thanh Hằng bị phụ thuộc vào đàn ông. Tôi chưa hôn đồng giới ở ngoài bao giờ, nhưng tôi nghĩ hôn đồng giới thì khác quái gì hôn nam nữ đâu. Nó cũng có cảm xúc thật nên chẳng có gì phải mắc cỡ. Nếu diễn viên có cảm xúc tự nhiên thì cảnh nóng sẽ diễn ra tự nhiên và feel được. Cảnh nóng không khác gì cảnh hành động hay tâm lý khác, nó cũng chỉ là cảm xúc thôi. Nhiều người cứ nghĩ cảnh nóng là phải scandal gây tranh cãi, nhưng nó cũng chỉ là cảnh quay bình thường. Bộ phim này có rất nhiều cảm xúc sáng tối trắng đen nên cần có cảnh nóng để khai thác được tất cả. Câu chuyện trong phim đã đi cùng tôi 3 năm nên tôi thấy rất bình thường, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ xảy đến với mình, không bao giờ tôi nghĩ sẽ bị một người phụ nữ khác tán tỉnh mình. Ở ngoài tôi quen rất nhiều người đồng giới, LGBT. Vì ngành sáng tạo của tôi nhiều người như thế, mọi người thấy tôi nam tính vì tôi làm đạo diễn, phải làm việc nhiều với đàn ông, nên thế chứ tôi cũng nữ tính lắm. Tôi sẽ cố gắng thành công nhất có thể khi lấy chồng, có thể làm người vợ, người mẹ tốt nhất.